Hy còn vọng lắng nghe được, hy vọng quay trở về. Con tôi tới về tôi tha thứ cho nó, tôi không có gầy la gì nó hết á. Con về với mẹ đi con. Cô gọi tên con cô ra đi. Đừng đi lão ngân, con về với mẹ đi con. Mẹ đi tìm con nè, mẹ nhờ cái chú Hải đi tìm con rồi con về với mẹ đi. Thế con ở đâu con biết, con đi mặn đâu cho mẹ biết rồi mẹ an tâm, mẹ không bắt con về đâu. Khổ quá khổ. Rồi chị nói chuyện với em Út đi. Em ơi, em đi đâu em về đi. Cha mẹ hay lo em lắm, hay nhớ em lắm. Giờ em về với chị đi. Lão Ngân ơi, cha con buồn, cha con đòi tự giận, cha con chết nữa. Dạ rồi, con xin phép chào cô. Dạ. Anh chào em gái. Dạ. Cô có thể giới thiệu cô tên là gì? Tôi tên là Châu Thị Bích Ngọc. Cô Ngọc là nhà ở đâu? Ấp Long Quế, xã Hưng Hiệp, huyện Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang. Là cô mới từ Tiền Giang, cô lên Bình Dương hay sao? Dạ, mới điền tình ra lên Bình Dương hồi 5 giờ chiều hôm qua. Tới đây tới tối mới tới. Dạ. Dạ. Cô đi một quãng đường rất là xa xôi đúng không ạ? Dạ. Hôm nay cô về đây cùng với con gái cô đúng không ạ? Dạ. Nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương giúp đỡ gì đấy cô? Dạ, giúp đỡ tìm con gái tôi bỏ nhà đi. Tìm con? Dạ, tìm con gái. Con gái cô họ tên đầy đủ là gì? Tên Trương Thị Thảo Ngân. Bé nhiêu tuổi rồi cô? Bé sinh năm 2006. 2006? Dạ. 2006 là 18 tuổi rồi. Tới tháng 10 này mới được. Dạ. Bé cụ thể là bé bỏ đi ngày nào cô? Ngày hôm qua. Hôm qua không biết mấy đây. Bốn tây phải không? Bốn tây tháng 5 năm 2024. Cô có thể chia sẻ cái sự việc lý do gì mà con nhà mình bỏ đi cho tất cả cô chú anh chị được biết? Dạ không biết nữa, nó lên chị hai nó chơi. Rồi mà lên chị hai nó chơi. Đâu cũng cỡ hai mấy ngày rồi. Hai chị em đi Quế. Đi Quế xong rồi. Rồi mới vừa về hôm qua, hôm kia là xuống xe rồi nó về nhà chị hai nó. Rồi không biết lý do nào mà nó bỏ nhà, nó xách gói nó ra đi. Là nghe nói là giờ tắt nguồn điện thoại, nó tắt mic, tắt đồ hết trơn, không có điện liên lạc được chị em dòng họ không được. Nhưng mà có điện lại con nhỏ bạn. Nó là nói nó đi làm rồi, quen với người chị nào á ở thành phố rủ đi làm quán. Một tháng 5 triệu bưng bàn bưng gì đó không biết. Là con gái của cô lên nhà chị hai, là chị dạ. Hai đây à? Dạ. Chị là hai. Em đúng không? Dạ, lên em. Em có thể giới thiệu em tên là gì? Dạ, em tên là Trương Thị Diễm My, nay em 29 tuổi, 28 tuổi. 28 tuổi? Dạ. Vậy là em gái của em lên chơi với em lâu chưa? Dạ, lên cũng được hai mấy ngày, rồi xong rồi em mới đi Huế hết mười mấy ngày, rồi mới về ngày hôm kia, là nó đi ngày hôm qua. Đi Huế là có cả em mình đi không? Dạ có. Là mình đi du lịch hay là đi, đi dạ, đâu? Đi về bên nhà chồng em đám giỗ. À, là nguyên đại gia đình đi? Dạ. Trong cái thời gian gần đây á, thì em và em gái em có xảy ra cái chuyện gì không? Dạ không. Em có la dày gì bé không? Dạ không. Vậy là bé lên nhà mình chơi là lên trên chỗ mình mục đích là đi chơi thôi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Chứ không phải đi làm đúng không? Dạ. Trước kia có lên như vậy không? Dạ có, nó lên nó phụ em đi buôn bán trái cây đồ á, ở ngoài đường á. Và lần này lên thì cũng phụ? Dạ. Vậy lần này đi là khi đi lúc đó là lúc mấy giờ em? Dạ 12 giờ 3 phút. Ngày hôm qua? Dạ. Có đem theo đồ đạc gì đi không? À, nó đi nó có xách một cái giỏ xách màu xanh. Cô giới thích màu xanh thôi à. Có quần áo gì không em? Dạ trong đó có quần áo. Tiền bạc gì không? Dạ tiền bạc không có, nhưng mà tên người nó có nữ trang, có vàng. Nhiều không em? Dạ chắc khoảng chừng dưới 10 triệu. Dưới 10 triệu. Tiền đó ở đâu mà em gái em có nhiều vậy? Dạ cái đó là vàng á. À vàng á. Dạ. Cái tiền là người ở nhà sánh cho nó. Đeo một sợi dây chuyền, một đôi bông, dưới một chiếc lắc, dưới một chiếc nhẫn. Dạ. Vậy là trong cái thời gian mà ở với em á, em có thấy em gái mình có dấu hiệu gì bất thường không? Dạ không, nó bình thường thôi, chỉ có nó cầm điện thoại là nó nhắn tin, nó ôm, nó nhắn tin điện thoại rồi nó coi TikTok, Zalo, Facebook vậy thôi à. Có thấy gọi điện nhắn tin với ai không? Dạ có. Em thấy nó nhắn tin với bạn nhưng mà nó giấu không, là nó không cho em coi, với nên điện thoại nó xài mật khẩu nữa, em chỉ nhìn lén thôi. Nhìn lén em thấy được những gì? Dạ nhìn thấy là nó nhắn tin với bạn đó, rồi là rủ lên Sài Gòn chơi rồi cái này kia đi làm. Dạ em chỉ thấy được có nhiêu đó à. Có nghe gọi điện bao giờ không em? Dạ có, nhưng mà nó nói chuyện với bạn trai không à. Vậy là thời gian gần đây là em không thấy em có cái biểu hiện gì bất thường hết đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vậy lần này đi thì em đang nghi ngờ điều gì đấy?
Dạ tại vì em thấy có bà chị á, họ là nó nhắn tin á, là cái bà đó là rủ em của em á là đi lên trên đây nè, đi làm ở trên thành phố là đi phục vụ bưng bê 1 tháng 5 triệu. Bà Vậy chị là vậy là bắt đầu nó xách đồ nó đi á. đó là mình có biết ở đâu không? Dạ không, bà chị đó nó Bán nói là nó mẹ của quen cái nó. tên Facebook á. Trời đất ơi. Em không biết luôn. Em gái của em có chia sẻ cho em biết không? Dạ không, nó không Giấu nói, luôn nó hả? giấu luôn. Nó chỉ có nói là người ngoài thôi, tại vì em kiếm bạn bè của nó, em hỏi, rồi bạn bè của nó chụp hình lại đưa lại cho em coi, Vậy là mình là có nó biết cái kể. được thông tin tên của bà đó ở đâu và quê quán như thế nào không? Dạ không. Không. Vậy là tới giờ phút này là cả gia đình tá hỏa đi tìm. Dạ. Bản thân em là chị em lo lắng nhất em đi lần này là sợ nhất điều gì đấy? Dạ, Em á. em sợ nó đi không về. Giờ người ta bán. Tại vì bữa nó đi quế tôi cứ kêu nó về, con về đi đi mần với em con, nói vậy thôi. Rồi nó là nó ham đi mần lắm, nó xin tôi đi mần hoài à, đi bán quán đi này kia có tiền mẹ về cũng ngủ mẹ không có cho nó đi, nó thật thà lắm, nó ai nói là nghe lời theo à, Bé nhà mình có ngoan không cô? nó cũng ngoan lắm mà nó thật thà lắm. Hồi lúc nó có đi á, nó chưa chặn em còn nhắn tin, nó nói chị hai ở nhà lo cho mấy đứa nhỏ, tới khi em làm có tiền rồi em về em phụ chị hai lo cho mấy đứa cháu. Tiền đâu chưa thấy nhưng mà thấy trước mắt là cả gia đình khổ rồi đó. Dạ Chạy đôn chạy đáo bỏ hết công ăn việc làm để đi tiền rồi. dạ tôi cũng nghèo chú, tôi ở dưới quê á, tôi đi bắt ốc bắt cua cắt một bình đồ vậy đó, cá đồ bán qua ngày vậy đó. Đất đai thì hồi đó có được 2 công vườn sầu riêng rồi rồi đẻ sanh một thai cặp song thai đó, đẻ cái này nè nhỏ này xong rồi mới đi kiếm thêm thằng trai nữa mới đẻ cặp song thai, là nói với nhờ thằng em hồi nãy đó là song thai đứa trai đứa gái đó, mới bệnh đau không có tiền tôi bán hết công, giờ tôi còn có 800 mét à, cất cái nhà mà mới có mấy cây sầu riêng rồi, nước mặn chết hết rồi. Tiền Giang hình như đang thiếu nước ngọt gì đúng không cô? dạ Đang hạn hán đúng không? dạ Rồi ông xã cô đâu? ông xã ở nhà ở dưới ông buồn khóc ông giận ông mới đi. Suy sụp tinh thần Dạ đúng không? dạ trai suy sụp rồi. Hôm qua tôi với con tôi 5 giờ chiều rồi đã nghe vậy đó, xách xe chạy lên. Qua cái câu chuyện, cái sự việc cũng như cái thông tin của cô và con gái của cô chia sẻ cung cấp thì anh em có cái hướng là tới giờ phút này là con gái của cô đã bị sập bẫy về vấn đề về việc làm rồi đấy. Có thể tới giờ phút này cái người đàn bà mà liên hệ với con gái nhà mình rủ rê cũng như là cám dỗ con gái nhà mình đi làm ấy, khả năng là sẽ đưa con gái nhà mình làm những cái các cái quán, đặc biệt là những cái quán trá hình. Dạ Cô có sợ điều đó không? thì sợ đó, sợ mới mới đi tìm mới đi đăng đi kiếm chú mà tôi đâu biết đâu, nhờ nhỏ con gái Cái này sự nó việc biết. này gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Đã có tình này hôm ở Bình Dương nè, Báo rồi rồi đấy. nói để kêu chụp hình giấy về nè để người ta điều tra cho, Dạ. nhưng mà lo lắng quá sợ muộn rồi, nghe cũng coi cũng nghe nói là đưa qua bên Cam bán bệnh đó, rồi sợ nên là mới tìm đến chú nhờ chú giúp giùm, chú Hải giúp giùm, rồi cảm ơn hậu tạ. Không, anh em ở đây là giúp miễn phí, không cần hậu tạ dạ nha cô dạ nhé. dạ Trong cái trường hợp con nhà mình thì có hai cái trường hợp. Thứ nhất, một là bị sập bẫy, sợ rằng là đưa vào những cái quán nhạy cảm. Thứ dạ hai là bị lừa bán qua nước ngoài, thế thôi. dạ Còn nếu mà cái trường hợp mà gia đình nhà mình không có chuyện gì xảy ra thì không có lý do gì mà bé phải chặn điện thoại cũng như là không liên hệ về nhà. Mà trường hợp này đi thì chặn hết rồi đúng không ạ? dạ Đó. nó sợ là kiểu như đi mặn đi rồi rồi bắt nó về không cho nó mặn, nó Không ham phải mặn, đâu. nó chỉ còn nhắn tin không à, điện thoại Sợ giờ nó rằng không là đi gọi. theo cái người phụ nữ mà nói tháng 5 triệu đó, dạ khi mà gặp được người ta rồi người ta bắt ép làm việc, thậm chí là những công việc nhạy cảm thì họ đâu có cho xài điện thoại đâu. thấy tích gây mega thì thấy nó trèo lên chiếc xe, Xe gì ạ? xe gáp, xe gáp mà bây giờ mượn cái cô kia tích giùm là có thể thấy bản số xe đó, mà giờ có không biết đường có bấm. Giáp thì phương tiện họ chạy giáp thôi. Còn trường Dạ hợp nào mà có xe du lịch mà xe không phải biển vàng mà xe biển trắng, hoặc xe du lịch hoặc có người khác xuống đón thì nó lại khác hơn. dạ Còn giáp này thì người bình thường vẫn vẫn búc giáp được mà. dạ Không, nó gáp chỉ là là sợ. em coi cam là em chỉ thấy là nó phóng lên cái xe màu đỏ nhưng mà không có nhìn rõ là mặc áo ráp hay mặc áo gì, nhưng mà thấy người đàn ông chạy, tại vì cái cam nó bị khuất bóng nên là em không có thấy, em nghĩ là nó bắt ráp.
con nhà mình trước giờ đã từng yêu ai chưa? Không. Dạ, không có đi chơi luôn nữa. Ở dưới quê là chỉ biết, chỉ là chơi với mấy đứa nít con cháu ở nhà thôi. Bạn gái nó cũng không có luôn. Giờ đâu cần đi chơi đâu cô, đâu cần bạn bè tới nhà nó đâu. Nó không có bạn gái luôn mà thấy tên mà ấy rồi. Nhiều khi bạn trai cái kết đó, bạn ấy thì quen bây giờ á, quen dạ. Và yêu nhau đâu cần, đâu như hồi cô hồi dạ. xưa ở ngoài đâu mà dạ. quen trên mạng á cô. Dạ. Yêu nhau tán tỉnh mà trên mạng thì nó không có cho mình coi, mình không biết. Đúng rồi. Cái tôi cũng mơ rồi. Có mà. Em có vô Facebook của nó em coi là có một thằng bạn á nhắn tin cho nó rồi cũng kêu vợ vợ chồng chồng mà nhắn tin rồi xong rồi con em của em nó đi. Ừ. Là thằng đó nó vừa trùng hợp là nó tháo Facebook luôn, nó tháo hình ảnh của con này luôn. Rồi con nhỏ em của em nó cũng chặn Facebook luôn, nó cũng tháo hình ảnh xuống hết luôn. Vậy là có thể là lần này là em mình đi theo bạn đó. Nhưng mà bạn đó nói là nó không có đi theo. Nếu không mà đi theo là thằng kia phải lên rước. Nhưng mà thằng này nó không có lên rước. Mà em thấy là nó bắt xe nó đi. Chẳng lẽ bây giờ đi với người ta khai ra luôn là đi với người ta sao? Dạ. Đúng không? Mình có biết được thông tin của bạn đó là ở đâu không? Em chỉ biết là nó để tên là Lai Dung Đồng Tháp với một người là ở Kiến Tường. Hai người cơ hả? Dạ. Chỉ có nhắn tin qua lại thôi. Đã kêu vợ chồng lấy dạ. nhau rồi. Đúng không? Mà, nếu mà bạn bè bình thường ai kêu vậy. Mà cái thằng này hồi á là nó tháo mạng ra rồi là nó còn để là nó Lai Dung Đồng Tháp. Rồi hồi mà cái con gái tôi này nó nhắn tin lại nó nói là có lên trển hôm á. Mà nếu có thì con đưa bé về, còn không là chị báo công an. Nói vậy đó rồi cái nó đổi lại giờ cái nó đổi lại địa chỉ nó ở thành phố Hồ Chí Minh. Mà hai chị em không, bé không tâm sự là có bạn trai hoặc là quen ai à? Dạ không. À. Gia đình nhà mình có khó khăn không, khó tính không? Dạ không. Vậy là chỉ là nó ham đi làm, đi kiếm tiền. Nó nói là nó đi làm nó kiếm tiền. Vậy là cái trường hợp thứ ở đây có 3 trường hợp. Cũng có thể là lần này là đi theo bạn trai đấy, cũng bị bạn trai rủ rê đi đấy. Yeah. Nhưng mà chưa biết là cái bạn trai này có tốt hay là không. Yeah. Sợ rằng bạn này cũng là dụ các tình trạng các bé này đi rồi cũng lừa bán. Yeah. Bán vào quán hoặc là bán qua nước ngoài. Mà nãy cá nhân. Cũng nói là nó quen với bà chị này, có ông anh gì già già gì đó mà nó không. Giúp đỡ nó gì hay gì mà. Đâu có, trong tờ giấy con có photo tin nhắn là coi là nó nhắn tin nhỏ em là có bà chị rủ đi làm quán phục vụ bưng bê 5 triệu thôi. Mà nó nói cái thằng đó như vậy á, nhưng mà nó bỏ rồi nó sầu, nó không có chơi. Nó không có ấy, nó đi mần bưng bê vậy đó. Rồi em nghi đi bán quán đó. Nó ham lắm, nó đòi đi bán, nó làm kiếm tiền, có tiền gì nó phụ mẹ. Tiền nhiều ha. Ừ, nó ham tiền nhiều. Tiền nhiều không có đâu. Thì bởi tôi nói được rồi, thôi con đừng nghe em, người ta. Thật sự là các bé tuổi đời rất nhỏ đang rất là mê, rất thích, thường thường chơi các trang mạng xã hội hay bị ảo á. Cứ tưởng là bên ngoài là dễ kiếm tiền lắm. Và bên ngoài là có nhiều điều thú vị vui vẻ lắm. Tôi xin đi chơi đi mần hoài mà tôi không cho. Tôi bắt ở nhà mần với cha mẹ chứ không cho đi đâu xa. Trong cái video này cô hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất của một người mẹ dành cho con. Hy vọng con của cô tôi hy vọng lắng nghe được, con tôi tới về tôi la lớn cho nó, tôi không có gầy la gì nó hết á, con về với mẹ đi con. Cô gọi tên con cô ra đi, đừng đi lão ngân, con về với mẹ đi con, mẹ đi tìm con nè, mẹ nhờ cái chú Hải đi tìm con rồi con về với mẹ đi. Tha con ở đâu con biết, con đi mặn đâu cho mẹ biết rồi mẹ an tâm, mẹ không bắt con về đâu. Khổ quá khổ. Rồi chị nói chuyện với em út đi. Em ơi, em đi đâu em về đi. Cha mẹ nhà ai lo em lắm, nhà ai nhớ em lắm. Giờ em về với chị đi, Lão Ngân ơi. Cha con buồn, cha con đồ tự giận, cha con chết nữa. Hy vọng rằng là em gái đang ở đâu đó xem được video này, thấy mẹ của em cũng như là chị của em về đây nhờ các anh các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương đi tìm em, thì em phải nhanh chóng sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Còn nếu trường hợp tới giờ phút này mà em bị sập bẫy của những đối tượng xấu, họ không cho em về khống chế em, thì em hãy bình tĩnh, em gọi về số của các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858, các chú ngay lập tức có mặt để đưa em về một cách an toàn nhất nha em gái. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về số của anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp em gái sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình.
Dạ rồi, cái sự việc của cô cũng như là của em gái thì anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đã ghi nhận, cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình, giúp đỡ hoàn toàn miễn phí. Thì hôm nay hai mẹ con về đây nhờ anh em quay phim ghi hình, hai mẹ con có đồng ý cho tất cả các anh em chia sẻ câu chuyện này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình không? Cô có đồng ý không? Dạ có. Em gái dạ, đồng ý. Dạ có. Cảm ơn mà chú với các cộng đồng mạng tìm giúp cô hộ con tu dùm, tôi cảm ơn. Con không biết nói gì hơn thì chúc cho cô cũng như là em gái, đại gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Và cái điều đặc biệt là con gái sẽ sớm quay trở về một ngày gần nhất cô nhé. Dạ. Giờ con xin phép chào cô cũng như chào em gái. Em xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.